Rồi em quay tiếp cái mũ đầm này cho các chị nha. Chờ đầm này siêu phẩm bestseller qua nhà này mỗi ngày các chị nè. Rồi bây giờ chị nào có mặt trong live ngày hôm nay các chị ơi, mình nhìn ngay ngắm cái đầm em đang bận trước nha các chị nha. Đây. Rồi, xem một vòng từ trước là sau cho các chị mình cùng xem sản phẩm C242 đang bận. Chị nào mới vừa vào livestream thì các chị cho em hỏi một câu công bằng là mẫu này có đẹp không mấy chị? Mẫu này có đẹp hay không các chị ơi? Rồi ha, đầm C242 là một trong những top best seller của rạp mỗi ngày luôn. Vậy nên là chị nào có mặt trong live không thể nào bỏ qua siêu phẩm đầm này cùng với em các chị nha. Rồi, đứng lại gần cho mọi người xem thiết kế C242. Bên em làm là phần cổ vuông kèm tay lợi cho mấy chị là có độ phòng nhẹ luôn. Mẫu này hiện tại là cái mức giá bán bình thường của em á là 220.000 các chị nha. Nhưng mà trên live này thì các chị nhìn xem một xíu đã. Rồi, trên live ngày hôm nay bên em sẽ sale cho các chị mình với giá ưu đãi trong livestream. Chỉ còn là bao nhiêu các chị ơi? 165.000 một đầm thôi. Và mẫu này hiện tại bên em may đầy đủ 3 size là CS, CM và CL cho các chị, cho cả 3 màu đỏ, trắng và vàng luôn nha các chị yêu nha. Đây, C242 trắng, vàng và đỏ. Màu vàng bên em làm là cho các chị mình đó là tông màu vàng nghệ nha. Còn màu trắng tinh khôi bên nhà em á thì chị nào mình đi tiệc mình muốn kiểu là sang một xíu, mình chọn màu trắng. Hoặc chị nào thích nổi bật hơn mình chọn cho em cái tông màu vàng, hoặc là tông màu đỏ đôi nhưng đang bận trên người. Và em tính trung bình thì mấy chị nha, nếu như mọi người mua đầm tiệc á, một cái đầm ít nhất của em, ít nhất dùm em cũng phải là 299.000 hoặc là 250-300.000 đúng không? Nhưng mà trên live chỉ cần bỏ ra mức giá là 165.000, các chị đã có cái phong đầm vừa đi làm vừa đi chơi đi tiệc cũng không kém phần xinh xắn dùm em luôn. Rồi, C242 chị nào muốn trắng da cứ chọn cho cái tông màu vàng nghệ và cái tông màu đỏ đô hết các chị nha. Rồi, ngoài đây còn màu trắng nữa. Vậy đây là bây giờ chị là chốt mẫu này. Các chị ơi, còn em liền nha, là C242 cộng kèm màu và kèm thước hại cho em. Bên em có 3 size là SML. Thì chị yêu nào mình tầm dưới cho em là 48 cân về mẫu này thì mình chọn liền cho em ngay là size S. Còn size M dưới 53-54 cân. Và size L các chị nhà mình dưới 56-57 cân nữa lại. Em bảo đảm các chị mang siêu đẹp giùm em luôn. Đằng sau của C242 á, bên em làm cho mấy chị là thiết kế khóa kéo lỏng như thế này giùm em. Và đặc biệt mẫu này bên em làm cho mọi người là form cổ vuông, nhưng mà không làm thấp quá cũng không bị quá cao. Nên chị nào mình sợ hở hay làm sợ kính quá thì yên tâm cho em mang thuộc kiểu là rất là dễ mang, cho em luôn chị nào mang cũng được. Tay bên em tại sao không thiết kế phần tay ngắn? Bên em làm nên một phần tay lỡ để cho cái phần cánh tay nó che bớt cái phần bắp của mình ngay đây luôn. Chị nào ví dụ như mình nhỏ người nhưng mà mình có thể là cái phong dáng người của mình nhỏ người nhưng mà bắp tay của mình có giống như em, nên chọn mẫu này liền để che khuyết điểm cho mọi người nha. Rồi, giá là 169.000 thôi chị ơi. C242 cho em nha. Mình đặt hàng cứ cho em mã và số điện thoại bên em chốt cũng như là tư vấn cho tất cả các chị luôn. Dạ rồi, em xin chào chị Trần Ngọc Huyền. Em chào chị Nguyệt Lê nha. Em xin chào tất cả các chị của rạp mỗi ngày. Rồi, 165.000. Hiện tại thì chị nào mình cho em mã và số điện thoại trước thì em giữ đơn với chị nha. Chị nào comment sau không có đơn đây mọi người nha. Rồi, C242 cộng kèm số điện thoại mọi người nha. Bảo đảm với mấy chị mang không đẹp là không lấy tiền luôn. Đây, em muốn thử cho các chị xem cái màu vàng nha. Đứng lại gần cho mọi người cùng xem nè. Vàng bên em làm cho mọi người là tông màu vàng nghệ á, vậy nên là nó không phải là vàng chói khi mà lên da của mọi người, cực kỳ trắng và sáng da luôn. Đây, ngoài ra em còn cho mấy chị đó là tông màu trắng nè mọi người. Hiện tại có 3 màu, em nhắc lại nha. C242 trắng nè, tiếp tục cho mọi người là C242 vàng. Em đang mang trên người sẽ là C242 màu đỏ các chị nha. Và đỏ bên em chọn là cái tông đỏ đô chứ không phải cái tông đỏ tươi, nên mình không có sợ bị chói mắt cho em, yên tâm cho em luôn. Và thiết kế bên em là đứng gần cho mọi người xem lại nha. Chiếc eo bên em là rất là cao và nên là khi mọi người mang mẫu chiếc eo này á thì nó sẽ che khuyết điểm khá là tốt. Mặc dù là phong dáng ôm xòe nhưng nó cũng che khuyết điểm rất là tốt giùm em luôn nha các chị yêu nha. Rồi, 165.000 cho mẫu này. Chị nào chốt đặt hàng comment liền cho em nè. Dạ em chào chị Vinh Triệu, xin chào chị Di Nguyễn, chào tất cả các chị đang theo dõi livestream của Rạp mỗi ngày nha. Rồi C242 rồi chị nào chốt comment liền cho em. Dạ em thấy rất là nhiều chị mình comment nhưng mà mình quên để số điện thoại đúng không ạ? Rồi các chị nhớ là mình để lại số điện thoại giùm em nữa để bên em lên đơn các chị nha. Rồi C242 đỏ, C242 vàng và trắng giùm em. 169.000 trời ơi, rất là rẻ luôn. Vậy nên là những chị nào mình đang còn thắc mắc nè, đang còn phân vân về cái giá trị của sản phẩm đầm này thì mình chốt ngay lập tức giùm em. Tại vì khi mà các chị ở nhà mình mua hàng á, bên em cho các chị kiểm tra đơn hàng trước thanh toán cho em luôn. Đó, nên mà cứ thoải mái là không biết là mẫu đầm này có đẹp hay không, có xinh hay không thì cứ cho em mã và số điện thoại đi để bên em các bạn tư vấn cho các chị, tư vấn cho mọi người nha. Trời ơi, xinh lắm. À quên nữa, ở ngoài các chị có quyền là mình kiểm tra hàng